Okay, hello class. Today we are learning Unit 7A in your workbook. Okay, let's start. Now, class 1, choose the correct word. Now, in it, silence. You have two options. Now, choose the correct word. So, you have what? 2 minutes. Okay, number one, household tasks. We don't say housing tasks, household tasks. Những cái việc nhà. Number two, this robot is programmed to live forever. Programmed được lập trình. Our robot này được lập trình để sống mãi mãi. Number three, my sister is an expert in artificial intelligence. Như vậy, AI, các bạn nghe AI đó, AI là trí thông minh nhân tạo, tức là những con robot, ha, robot. Chị gái của tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực là trí tuệ nhân tạo. Number four, obey orders. Một ngày nào đó thì những con robot sẽ tuân theo những cái mệnh lệnh từ con người, tuân theo những cái mệnh lệnh. Number five, some robots can lift very heavy objects. Lift, nâng lên những cái vật rất là nặng. Number six, you need to phone the emergency services if there is a fire. The emergency services, những cái dịch vụ khẩn cấp. Nếu mà có hỏa hoạn xảy ra. Okay, that's two. You have 2 minutes. Circle the correct word. Ta khoanh tròn cái đáp án đúng. Okay, number one. You can see she is a famous science fiction writer, một cái nhà văn viết tiểu thuyết khoa học, nổi tiếng, science fiction writer. Right, number two, setting, a setting for an action film, cái khung cảnh, hòn đảo được sử dụng như là một cái khung cảnh cho một cái bộ phim hành động. Number three, some robots have human characteristics. Một vài con robot thì có những cái đặc điểm của con người. Đặc điểm con người. Biết khóc biết cười đó ha. Number four, progresses. As technology progresses, we can expect robots to evolve too. Vậy khi mà khoa học kỹ thuật nó tiến bộ, nó phát triển thì chúng ta có thể tin tưởng hay mong chờ những con robot thì nó cũng phát triển luôn, evolve, tiến hóa phát triển gì đó. Number five, she held on to her beliefs despite everyone's objections. Cô ấy vẫn cứ tiếp tục đi theo cái niềm tin của cô ấy mặc dù là cái sự ngăn cản của mọi người. Hold on, tức là mình tiếp tục làm cái việc gì đó mặc dù rất là khó khăn. Number six, the movie leaves a lot of questions about robotics. Thì cái bộ phim nó đã đặt ra rất là nhiều câu hỏi về kỹ thuật về robot. Right. Okay, now that's three. Complete the sentences with the correct word. Perform. Now you have 2 minutes. Okay, number one, a friendly personality.
nay có một cái tính cách rất là thân thiện, a friendly personality, tính nhân number two, number two, loyalty is a characteristic a robot must have. Sự trung thành là một cái đặc điểm mà một con robot nó phải có. Như vậy đây là chủ ngữ rồi tới động từ, chủ ngữ là danh từ. Number three, to develop a video game you need knowledge and creativity. Now and now, danh từ. Để phát triển một cái trò chơi thì bạn cần có kiến thức và sự sáng tạo. Rồi develop cái gì nè? Develop consciousness. Trong tương lai thì con robot thì có thể phát triển được cái ý thức, ý thức consciousness. Number five, domination. Some people believe that robots will fight humans for world domination one day. Một vài người tin rằng thì những con robot sẽ đấu tranh, sẽ cạnh tranh với con người trong cái sự thống trị thế giới một ngày nào đó. Vì nó càng ngày nó càng thông minh và nó càng phát triển. Cho nên là chúng ta phải học tập và nghiên cứu nhiều để mình thống trị được nó chứ thôi. Rồi. Next, underline the next task, underline the correct modal verb. Now you have 2 minutes. Before you do this exercise, I'd like to review the old knowledge here. Must, bắt buộc phải làm gì? Obligation, don't have to, don't need to. Cái sự không bắt buộc, mình không bắt buộc cần phải làm gì, không cần phải làm gì. Must not, bắt buộc không được làm cái gì đó. Have to, has to, mình phải làm cái gì đó mà điều kiện khách quan nó đem lại. Một cái mình nên làm cái gì đó. Rồi như vậy, ok. Now number one, scientists must consider the danger. Những nhà khoa học phải xem xét về những cái sự nguy hiểm của việc nhân bản vô tính. Number two, people don't have to be experts. Người ta không cần phải là những nhà chuyên gia để vận hành một cái máy, để chạy một cái máy DVD. Number three, you must switch off your computer. Cái này là cái quy luật mình phải tuân theo. Bạn phải tắt cái máy tính khi mà bạn không dùng đến. Rồi she has to be 20 years old now. Cô ấy chắc hẳn là đã 20 tuổi bây giờ. Suy luận. Number five, you have to be careful with electricity. Cái điều kiện bên ngoài quy định là mình phải cẩn thận với điện. Number six, you don't have to take computer classes. Người ta không cần phải tham gia những cái lớp học máy tính để dùng một cái máy tính. Thì mình có phải thể tự học chứ nó không cần đến lớp. Mày mò. Number seven, John has to study hard if he wants to become a robotic engineer. John phải học hành chăm chỉ nếu như mình muốn trở thành một chuyên gia về robot. Tức là AI đó, kỹ sư robot. Phải học sao làm. Rồi, last start here. Price census explain what each side means, these models and the following verbs. Thì mình sẽ dùng những cái động từ khiếm khuyết, động từ đặc biệt để chúng ta. For example, you cannot park here. Parking reserved, tức là chỗ đậu xe người ta đã đậu rồi thì bạn không được đậu ở đây. Cái quy định cannot. Rồi. 2 minutes.
Okay, number two. You must not smoke here. Mustn't smoke here. Cũng là một cái quy định bắt buộc. Number three. You must wear a formal attire. Một cái quy định luôn. Rồi number four. You must not bring pets with you. No pets allowed. Không được đem theo thú cưng. Number five. You do not need to have experience. You don't have to have experience. You do not need to have experience. Tức là không cần phải có kinh nghiệm làm những cái việc này. Ok, homework chúng ta học từ vựng cấu trúc unit 7A ha. Okay, that's the end of the lesson today. Goodbye, class.